Chào các bạn. Để nấu chè đó thì mình dùng củ khoai môn lỗi lớn nè. Khoai này mình đã gọt và rửa rồi. Thì khoai mình cân lúc chưa gọt á là 550 g. Bây giờ mình sẽ đi cắt khoai ra ha. Đầu tiên á, khoai mình cắt khoanh ra. Mình cắt độ dày khoảng 1 cm đó các bạn. Rồi mình cắt dọc cũng khoảng 1 cm luôn. Để lát nữa mình cắt lại thành những cái khối vuông vuông á. Cắt có những miếng nó vụn nó nhỏ quá đó thì mình bỏ luôn. Cắt khoai xong thì mình sẽ đem đi luộc lên. Bắt một nồi nước sôi, mình cho vào đây ít lá dứa để mình luộc khoai cho nó thơm. Mình cho vào đây là 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, để luộc khoai nó không bị nhạt và cũng không bị bở nữa. Rồi mình cho khoai vào mình luộc. Mình để lửa vừa, mình luộc khoai là 8 phút nha. Sau khi luộc 8 phút á, thì khoai của mình nó chín hết rồi. Nhưng mà mình khoan hả vớt nha nha. Đó, luộc được 8 phút thì mình sẽ tắt bếp. Mình để khoai ngâm trong cái nước nóng này nè. Thêm tầm 2 phút nữa. Để cho nó chín hẳn luôn, nhưng mà nó không có bị bở nát ra. Ngâm trong nước luộc thêm 2 phút. Thì bây giờ mình sẽ vớt khoai ra để mình chuẩn bị đi áo bột cho nó. Với 400 g khoai sau khi mình cắt xong đó thì mình chuẩn bị là 120 g bột năng. Khoai đã luộc nè, mình cho từ từ vào mình áo bột nha. Khoai nó chín rồi đó thì các bạn làm nhẹ nhẹ tay thôi, mình làm mạnh tay quá thì nó nát khoai á. Vớt khoai gan xíu á thì mình tranh thủ đi áo bột liền nha. Khoai nó còn nóng á thì nó sẽ bám bột hơn đó các bạn. Cho qua gỗ mình gây bỏ cái bột thừa nè. Rồi mình sẽ đem khoai đi luộc lên. Nước nó sôi rồi thì mình cho khoai đã áo bột vào mình luộc. Rồi mình cho vào từ từ để nó không có bị dính lại á. Lần này thì luộc rất là nhanh. Mình để lửa vừa mình luộc là 3 phút nha. Mình luộc được 3 phút á thì cái bột bên ngoài nó đã chín hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra, mình cho qua cái thau nước. Rồi cho qua thau nước cho nó bớt nhựa. Để xíu nữa khi mình nấu chè thì mình sẽ vớt ra nha. Để nấu chè thì mình có là nửa lít nước cốt dừa. Là mình dùng 300 g dừa nạo mình vắt ra đó. Đây là 120 g đường phèn. Các bạn thay bằng đường cát cũng được ha. Cho đây xíu muối cho nó đậm đà hơn. 1 muỗng cà phê bột năng. Mình hòa cùng ít nước mình cho vào để mình tạo độ sệt cho nó đó. Đây là 2 muỗng canh sữa đặc. Khoảng 30 g. Cho thêm ít lá dứa nữa cho nó thơm nè. Rồi bật bếp mình để lửa nhỏ mình khuấy nha. Đây mình nấu nước cốt dừa trước á, cho nó nóng nó bắt đầu sôi lên. Thì bây giờ mình cho khoai môn vào mình nấu chè. Khoai nãy mình vớt ra hơi lâu đó, cho nên nó bị dính lại nè. Mình khuấy cho nó tan ra. Khoai này á, thì các bạn nên để khi nào mà chuẩn bị cho vào á, mình mới vớt ra là vừa luôn ha. Này mình vớt ra hơi sớm á. Sau khi cho khoai môn vào đó thì mình nấu thêm được tầm 4 phút nè. Chè rất là thơm luôn. Chè khoai thì các bạn nấu cho nó sạch sạch đặc đặc gì nè thì nó mới ngon nha.
Rồi chè được rồi thì mình tắt bếp. Này, trong lúc mình chụp hình đó mình để cái nồi chè nó nguội bớt rồi nè. Thì nó sẽ sọt nó đặc hơn như vậy nè. Đó, còn nếu mà các bạn không thích cái độ sọt nhiều á thì các bạn khỏi cho bọt vào cũng được nha. Giờ mình múc cái chén mình thưởng thức thôi. Đây các bạn nhìn chén chè hấp dẫn chưa nè. Rất là thơm luôn. Cái này mà các bạn có dừa non á, mình nấu cùng nó cũng rất là ngon ha. À, mình mời các bạn. À, những nguyên khoai có cái lớp bột áo bên ngoài á, dai giòn sực sực. À, bên trong á thì bùi, thơm khoai môn. À, có vị béo béo nước cốt dừa. Ngon và lạ miệng lắm luôn các bạn ơi. À, chè nếu ăn không hết thì các bạn có thể cắt vào tủ lạnh. À, mình để ăn trong 2-3 ngày nó vẫn còn ngon nha. À, như vậy là món chè khoai môn của mình đã chia sẻ xong rồi. Thì mình mời các bạn bấm vào nút đăng ký để được theo dõi những video mới nhất và sớm nhất của kênh. Cuối lời thì mình cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.